Ok, đây là nhà của Alex, ok. Nhà của Alex và cái kia là cái xe van của anh. Xe van của anh đây. Ok, bây giờ đang đi đến. Bây giờ đang đi đến chỗ xe van này. Ok. Hôm nay anh làm cái video để cho em coi, nhưng mà hôm qua cái video ở nhà ấy thì lại không biết tại sao mà nó lại không không quay được lên. Hay là mình rút pin ra thì nó lại off đi. Đó. Cho nên là đây, cái xe này là xe van của anh. Xe van này là xe van là 20 năm rồi, ok, nhưng mà nó còn tốt, ok. Xe này xe kiếm tiền của anh đấy, ok. WA. Ok, bây giờ lại quay lại cái xe này là cái xe của Daniel, xe Đức Jetta, ok, nó mua từ Mexico về. Và đây là một cái xe này, nó là xe pickup truck của Daniel đến đi làm đó, ok. À, bây giờ này Vancouver cảnh rất là đẹp, ô tô đi rất là nhiều. Hôm nay thời tiết cũng tương đối tốt, có nắng nhưng mà không phải nắng to lắm, ok. Thế thì muốn nói để cho mình biết, ok, này cảnh rất là đẹp đấy, có núi, có non, có biển, ok. Đây, cái nhà này nhà cũ lắm rồi, nhà này phải đến 6-70 năm rồi, 6-70 năm, ok. Đây là cái sân đằng sau, để quay lên YouTube hoặc quay lên cái kia để rồi có gì để cho các em xem nữa, ok. Nếu có một cái gì ấy được ấy, thì anh lại quay nhiều để cho em xem, mỗi ngày sản xuất một bộ phim cho em để em xem đỡ buồn, ok. Cái gì đó. Đây đằng sau cảnh nhà đẹp trời chưa, đây là cái ngõ đằng sau của nó, ok. Đây là ấy. Bây giờ thời tiết nên là cái barbecue, nhưng mà mùa này thì không ai ăn barbecue cả, lạnh quá, ok. Đấy, nhưng mà thời tiết thì bắt đầu nó ấm dần rồi, ok, nó ấm dần nhiều, coi như là. Còn kia là cái phía nhà bên kia cũng nhà đẹp cả, ok, nhà đẹp, nhà to đấy, nên chỗ này nó rồi. Ngõ sau đây là đường này, đường Nai và 41, một trong những cái đường rất là busy ở thành phố Vancouver, ok. Đấy thì anh nói chim cú này, chim quạ, ok. Cảnh này vẫn là cảnh mùa đông cả, ok. Để anh muốn quay nhiều để em xem nói nữa, quay thật nhiều đấy. Chiếc ô tô này họ đi qua này, ô tô họ chạy băng băng này, ô tô rất nhiều đi để chạy về sang bên đấy, phía Richmond này, ok. Đấy, xe bớt vừa đi qua đấy, ok, đúng đấy, ok. Xong thì như nào thì anh ấy đâu, ok. Trời xanh, biển xanh, ok. Hôm nay cũng là ngày mùng 8 tháng 3, anh gửi đến em cái hôn thật nồng thắm của anh đối với em nhân ngày phụ nữ, và mong em vui vẻ và em sẽ là được nằm lên bụng anh thật lâu, anh em ôm nhau trong cái ngày vui vẻ này, ok. Thế thôi nhé, sắp sửa đến 3 phút rồi, 3 phút rồi. Cái này nếu mà là ấy được ấy, hồi trước cái nhà này là hồi trước của nó là một cái nhà chùa của Việt Nam, nhưng bây giờ họ dọn đi rồi, ok. Rất là đẹp, cảnh rất là ok.